xin chào các bạn đã đến với kênh youtube tung tăng khắp miền thưa các bạn cách đây mấy tháng thì trong lần đến con tum tôi đã thực hiện một video nói về trận đánh rất nổi tiếng diễn ra trên đồi sạc ly giữa quân lực việt nam cộng hòa và quân giải phóng nhưng cái trận đánh này thì cũng chỉ là một phần thuộc chiến dịch bắc tây nguyên năm 1972 ngày hôm nay trong lần trở lại con tum tôi tiếp tục làm một video về cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 với trận đánh nổi tiếng khác đó là trận Đắc Tô Tân Cảnh. Cái trận đánh này thì phía quân giải phóng tập trung đánh vào một cái cụm cứ điểm phòng thủ rất mạnh ở mạn Bắc Tây Nguyên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu diễn biến và đồng thời xem lại cái địa danh nơi xảy ra trận đánh khi xưa hiện nay nó như thế nào. Chiến dịch Dactô 1972 thường được biết đến với tên gọi là trận Dactô Tân Cảnh. Để kỷ niệm cái trận đánh năm xưa thì hiện nay chính quyền đã xây dựng một cái di tích lịch sử. Đây là cái nhà trưng bày. Phía bên kia là cái bảng di tích Toàn bộ cái khu di tích này thì hiện nay nằm cạnh quốc lộ 14 hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh và cách thị trấn Đắc Tô khoảng một cây số theo hướng từ Đắc Tô đi Ngọc Hồi. Thị trấn Đắc Tô thì dưới kia Cái nơi xây dựng di tích này xưa kia nó cũng chính là nơi xây dựng cái sở chỉ huy của sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Đứng đây chúng ta nhìn thấy cái tấm bảng chỉ dẫn rất dễ nhìn. Mặc dù là được xếp hạng di tích quốc gia cấp đặc biệt nhưng có lẽ là nơi này cũng đã lâu không được dọn dẹp. Ngày hôm nay đến đây các bạn thấy lá cây nó rơi đầy sân đây này. Cửa thì khóa rồi. Thôi mình đứng ở ngoài này mình nhìn vào trong cũng được thực ra thì trong này cũng không có cái gì di tích cũ đâu bởi vì chỉ có một cái tấm bảng trên này là ghi một số thông tin phía bên kia là một phiến đá di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng đắc tô tân cảnh nó chỉ là cái địa điểm lịch sử thôi chứ còn tư liệu tham quan là cũng không có gì nhiều phòng thủ mạn Bắc Tây Nguyên thì phía Việt Nam Cộng Hòa họ bố trí sư đoàn 22 bộ binh hai trung đoàn là 42 và 47 trung đoàn 42 thì đóng ở Tân Cảnh còn trung đoàn 47 thì đóng ở căn cứ Đắc Tô 2 hay còn gọi là sân bay Phượng Hoàng khi xưa thì còn một số những đơn vị khác nữa ví dụ như là lực lượng nhảy dù pháo binh tăng thiết giáp rồi là biệt động quân địa phương quân ở đây thì Việt Nam Cộng Hòa họ đã xây dựng một cái căn cứ rất kiên cố với những hầm hào lô cốt rồi là có cả sân bay quân sự nữa cái vị trí chúng ta đang đứng ở đây là cái sân bay L19 khi xưa nó có chiều dài khoảng một cây số dấu tích xưa sau bao nhiêu năm thì không còn gì cả đâu chỉ là những cái mảng bê tông nhựa nó bong chóc như thế này Bây giờ cái diện tích của sân bay Chúng ta có thể thấy là người ta trồng cây hai bên Trước mặt đây này Nhưng mà cái phần sân bay Thì nó vẫn là một giải đất trống Đấy là cái căn cứ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa khi xưa là như vậy Tiếp tục từ sân bay L19, chúng ta đi về phía bắc khoảng 4 cây số là tới sân bay Phượng Hoàng. Sân bay này thì cũng nằm bên tay trái quốc lộ 14. Hiện nay chúng ta thấy ở đây người dân họ tận dụng cái sân bay này để phơi nông sản. Mùa này là mùa cà phê chín nên những cái nông sản ở đây là hạt cà phê. Cái sân bay Phượng Hoàng thì nó dài hơn so với lại sân bay L19 Khu vực sân bay này thì là nó thuộc căn cứ Đắc Tô 2 Và cái căn cứ này cũng như là cái căn cứ Tân Cảnh Nó là một cái hệ thống phòng thủ liên hoàn của phía Việt Nam Cộng Hòa Bối cảnh trước khi xảy ra chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 thì phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa họ cũng đã dự đoán được là trong năm 1972 quân giải phóng có thể sẽ tập trung binh lực để tấn công vào vùng 1 và vùng 2 chiến thuật và họ dự đoán là cái hướng tấn công chính sẽ vào vùng 2. Đứng trước cái tình hình đó thì Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ tại Việt Nam đã bổ nhiệm John Polvan làm cố vấn cho Trung tướng Ngô Du tư lệnh quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa John Polvan cũng là một người có rất nhiều kinh nghiệm về chiến tranh Việt Nam Trước cái nhận định là có thể đầu năm 1972 Một sư đoàn chủ lực của quân giải phóng sẽ có mặt ở vùng 2 chiến thuật Dựa vào cái phán đoán đó thì Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường cái công tác thu thập tình báo Và đúng như họ dự đoán Đầu năm 1972 sư đoàn 320 đã được đưa từ Thanh Hóa vào khu vực ngã ba Đông Dương. Về lịch sử của sư đoàn 320 thì đây là một sư đoàn chủ lực được thành lập vào đầu năm 1951 ở Mống Lá, xã Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình với mật danh là Đại đoàn Đồng Bằng. Đại đoàn trưởng đầu tiên là Thiếu tướng Văn Tiến Dũng. Thành phần của sư đoàn 320 thì gồm có 3 trung đoàn bộ binh là 48, 52 và 64. Trong đó nổi tiếng có lẽ các bạn không còn xa lạ gì với cái tên là Tây Tiến. Đó chính là mật danh của trung đoàn 52. Các thế hệ học sinh thì có lẽ đã quá quen thuộc với lại bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chính là nói về cái trung đoàn 52 bộ binh thuộc sư đoàn 320 quân giải phóng đấy. Giải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành Cái trung đoàn 52 Tây Tiến này là tham gia những trận đánh thực dân Pháp Ở chiến trường Sầm Nưa và Tây Bắc đấy Mộc Châu, Sơn La, Hòa Bình Trong cái giai đoạn chống Pháp thì địa bàn hoạt động của sư đoàn 320 Là các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, một số các cái tỉnh lân cận đấy Giai đoạn 1954 đến 1975 thì năm 1971 Sư đoàn 320 tham dự cái chiến dịch đường 9 Nam Lào Và đến năm 1972 thì tham dự cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên ở đây Lúc này thì về chiến thuật phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ Họ đã điều sư đoàn 22 bộ binh từ Bình Định lên Con Tum để xây dựng cái căn cứ ở đây và chống lại sư đoàn 320. Mục đích của Mỹ là người ta đưa ra cái phương án dùng sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa để dẫn dụ sư đoàn 320 quân giải phóng vào sâu vùng Đắc Tô Tân Cảnh. Sau đó thì họ sẽ dùng các cái pháo đài bay B-52 để ném bom nhằm tiêu hao sinh lực của sư đoàn 320. Về phía Việt Nam Cộng hòa thì kế hoạch và những cái dự định của họ như thế. Nhưng mà đối với quân giải phóng thì tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên. Ông đã điều động hai sư đoàn chủ lực là 320 và sư đoàn 2 cùng một số các trung đoàn bộ binh độc lập phối hợp với lại pháo binh phòng không tăng thiết giáp rồi là bộ đội địa phương. Tổng quân số ở cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 lên tới 45.000 người. Việt Nam Cộng hòa thì cái lượng binh lực cũng không kém cạnh, ngoài sư đoàn 22 bộ binh rồi là lực lượng của sư đoàn nhảy dù, liên đoàn biệt động quân và các cái đơn vị khác thì họ còn sư đoàn 23 bộ binh án ngữ ngay phía sau ở Buôn Ma Thuột, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết tổng quân số của phía Việt Nam Cộng Hòa ở chiến dịch Bắc Tây Nguyên vùng 2 chiến thuật này thì cũng lên đến hơn 50.000 binh sĩ Ngoài ra thì phía Việt Nam Cộng Hòa còn được sự hỗ trợ hỏa lực rất mạnh của những pháo đài bay B-52 Diễn biến cái trận đánh ở Đắc Tô Tân Cảnh này thì nó chỉ có 2 ngày thôi Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4 năm 1972 và cái trận đánh diễn ra nhanh chóng đó thì kết quả là quân giải phóng đã chiếm được căn cứ của phía Việt Nam Cộng Hòa gồm có cả căn cứ Tân Cảnh và căn cứ Đắc Tô 2 là cái nơi đặt sân bay Phượng Hoàng trước mặt chúng ta đây Để thực hiện cái trận đánh Đắc Tô Tân Cảnh thành công đó cũng như là toàn bộ chiến dịch Bắc Tây Nguyên Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân giải phóng đã thực hiện một số những cái hoạt động điều binh, nghi binh và nhằm dẫn dụ đối phương để mắc vào cái bẫy của mình. Ra đến cái chỗ này là sát bờ sông Poco ở phía đông. Chỗ này có một cái vườn cà phê sai chiếu quả. Đây quay thử một cái cho các bạn xem. đứng ở đây nó thoáng đáng nhìn rất dễ cái quang cảnh xung quanh đây sông Poco thì ở phía dưới này dòng sông này thì bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh ở Đắc Gờ Lây và chảy từ bắc xuôi nam qua địa phận của tỉnh Con Tum bên phía tây của sông Poco là một cây dãy núi Bên đó thì vào chiến sự năm 1972 Phía Việt Nam Cộng Hòa họ đã thành lập một số các cái cứ điểm trên đó Do Lữ đoàn 2 nhảy dù người ta đóng quân trên đấy Các bạn còn nhớ cái trận chiến nổi tiếng trên đồi Sạc Ly không? Giữa lực lượng nhảy dù và sư đoàn 320 quân giải phóng Cái đồi Sạc Ly thì tròn tròn chỗ này từ đây đến đó khoảng 4 đến 5 cây số thôi. Và để bắt đầu cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên thì sư đoàn 320 họ đóng quân ở khu vực ngày nay nó thuộc huyện Sa Thầy cách thị xã Con Tum khoảng tầm gần 30 cây số về phía Tây Bắc. Và các cái hoạt động nghi binh của sư đoàn 320 là họ làm giả những cái con đường và phía Việt Nam Cộng hòa thì đã điều lực lượng lên để đánh phá cái con đường đó. Và như vậy thì sư đoàn 320 họ cử lực lượng ra để đánh chặn nhưng mà không truy kích. Mục đích là để kéo giãn đội hình của phía Việt Nam Cộng hòa về phía tây của đường 14. Lúc đó thì các cái cứ điểm ở trên này phía Việt Nam Cộng Hòa là người ta bố trí nhằm mục đích là để hỗ trợ hỏa lực và phòng thủ từ xa cho căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Khi xưa là Việt Nam Cộng Hòa họ trực thăng vận các cái tiểu đoàn nhảy dù để lên trên đó đóng quân, sử dụng đại liên rồi là pháo trên đó nữa. Dòng sông Poco Yên Bình có cái uh, ca khúc là người lái đò trên sông Pô Cô đấy. Mùa này là cũng uh, bắt đầu chuẩn bị là vào mùa khô rồi nên là cái con sông Pô Cô này nước nó cũng không chảy xiết lắm đâu. Sau khi mà các cái hoạt động nghi binh sư đoàn 320 họ đã đánh thiệt hại rất nặng một số các cái tiểu đoàn của sư đoàn nhảy dù ở trên dãy điểm cao trước mặt này thì phía Mỹ họ đã sử dụng các pháo đài bay B-52 để ném bom giải thảm và cũng đã gây thiệt hại rất lớn cho sư đoàn 320 quân giải phóng. Trên cái đỉnh trên kia Sạc Ly, mấy trăm người lính của quân giải phóng đã nằm lại nơi đó. Kết hợp với lại sư đoàn 320 thì các đơn vị khác của quân giải phóng là tổ chức cắt đường quốc lộ 14 ở Diên Bình và cắt cái đường 14 một lần nữa ở phía nam của thị xã Con Tum. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh này rơi vào cái tình trạng là bị cô lập. Các lực lượng tiếp viện mà từ dưới Con Tum hoặc là từ dưới Pleiku đi lên là không qua được những cái chốt chặn của quân giải phóng dọc quốc lộ 14. Nếu muốn đi qua thì phải thông chốt và sẽ xảy ra chiến sự ở đó. Đồng thời thì một lực lượng lớn của quân lực Việt Nam Cộng hòa bị kéo về dãy điểm cao ở phía tây sông Pô Cô. Trước cái tình thế mà thuận lợi như vậy thì quân giải phóng đã bố trí sư đoàn 2 và một số các cái đơn vị phối thuộc như là lực lượng tăng thiết giáp rất mạnh, sử dụng những cái chiếc tăng T54 hạng trung tấn công vào căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Lúc này thì những cái chiếc tăng M41 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là yếu thế hoàn toàn. Trước những cái tăng T-54 giáp dày rồi là với những cái hỏa tiễn chống tăng AT-3 của quân giải phóng thì lực lượng tăng thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thiệt hại gần hết. Trong ngày 24 tháng 4 năm 1972, Gần trưa thì là cái căn cứ Tân Cảnh là bị quân giải phóng tràn ngập và chiếm được Sau đó thì ngay buổi chiều hôm đó Căn cứ Đắc Tô 2, sân bay Phượng Hoàng này cũng bị quân giải phóng chiếm nốt Cái trận đánh chóng vánh trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1972 Là cái trận đánh mà quân giải phóng đã bằng các cái nỗ lực để mà nghi binh rồi là kéo giãn đội hình cũng như chia cắt thì căn cứ Tân Cảnh này rơi vào tay quân giải phóng Một loạt các cái hoạt động điều binh Nhưng mà để chiếm được cái căn cứ này thì quân giải phóng cũng đã thiệt hại rất lớn Sau khi mất căn cứ Tân Cảnh về phía tay quân giải phóng Các cái lực lượng còn lại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là họ rút vào rừng Và tìm cách để về thị xã Con Tum lúc này thì uh, lực lượng ở thị xã Con Tum phía Việt Nam Cộng Hòa là rất mỏng chỉ có vài ba tiểu đoàn thôi nếu mà quân Giải phóng chớp được thời cơ mà bố trí được lực lượng tấn công thì có lẽ thị xã Con Tum đã rơi hoàn toàn vào tay quân Giải phóng và như vậy thì cái chiến thắng ở chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 của quân Giải phóng là hoàn toàn đạt được mục đích nhưng mà theo như nhận định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Mặt trận Bắc Tây Nguyên Quân Giải Phóng thì sau khi chiếm được căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh phía Quân Giải Phóng cũng đã thiệt hại rất nhiều và cái công tác hậu cần cũng như tiếp viện là không thể đáp ứng. Do đó thì phải mất đến 3 tuần sau Quân Giải Phóng mới tổ chức các cái cuộc tấn công vào thị xã Con Tum nhưng uh, cho đến lúc này thì uh, phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sốc lại đội hình và bố trí sư đoàn 23 bộ binh cũng như là những lực lượng tăng phái khác lên để phòng giữ phía bắc của thị xã Con Tum. Do vậy thì uh, cái chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 tấn công vào thị xã Con Tum của quân Giải phóng là không thành công kết quả của cái trận đắc tô tân cảnh này thì đại tá lê đức đạt là sư đoàn trưởng của sư đoàn 22 bộ binh việt nam cộng hòa là tử trận có nguồn tin thì nói rằng ông tự sát có nguồn tin thì nói rằng là do bị đạn pháo rơi vào hầm và làm sập hầm sau cái sự thất thủ ở căn cứ đắc tô tân cảnh này thì phía việt nam cộng hòa cũng đã mất phần đất của phía bắc tỉnh Con Tum vào tay quân giải phóng. Như vậy là cái trận đánh Đắc Tô Tân Cảnh nằm trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 của quân giải phóng đã thành công khi quân giải phóng chiếm được căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây cũng là cái cụm cứ điểm phòng thủ cấp sư đoàn rất mạnh của quân đoàn 2 và quân giải phóng cũng đã mở rộng được vùng kiểm soát đẩy lui phía Việt Nam Cộng Hòa về thị xã Con Tum. Ngày nay thì để kỷ niệm cái trận đánh năm xưa, chính quyền đã cho xây dựng một di tích lịch sử ngay tại cái nơi đặt đại bản doanh của sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. Và di tích này thì hiện nay cũng được xếp hạng là di tích cấp đặc biệt. Trong quần thể di tích cấp đặc biệt này thì hiện nay có hai hạng mục là sân bay Phượng Hoàng nằm ở Tân Cảnh và sân bay L19 nằm ở gần thị trấn Đắc Tô. Mặc dù hai cái sân bay này đã xuống cấp nhưng mà nó cũng là một phần của cái chứng tích chiến tranh khi xưa còn sót lại cho đến bây giờ. Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.